Lâm Đồng, đường rắn 800 tỷ đồng nứt toát, tách làm đôi. Hai nam sinh viên nghiện game dùng kiếm đe cướp tài sản. Đắc lắc chém chị họ tử vong vì bị từ chối tình cảm. Kịp thời nhập tắt đám cháy nhà dân ở Hà Nội trong đêm. Mỹ Bảo và Thảo Uyên xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Chúng ta đã cùng quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị thông tin đáng chú ý về dân sinh xã hội, hỏa hoạn, đặc biệt là các vụ cướp giật tài sản mà người gây án đều là các tội phạm trẻ tuổi. Thông tin chi tiết như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi trong ít phút nữa trong chuyên mục tin nóng hôm nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện hàng loạt những vết nứt, đứt gãy và sụt lún nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng của người dân trên địa bàn. Được biết, đây là tuyến đường được khởi công xây dựng từ đầu năm 2017 với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. Nhưng cho đến nay, dù tuyến đường vẫn chưa đi vào hoạt động thì đã hư hỏng nặng. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận thực tế tại khu vực này. Tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, vốn đầu tư 800 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2017 và dự kiến hoàn thành, sử dụng vào năm 2019. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, do thiếu vốn nên dự án dừng thi công. Hiện nay, tuyến đường tránh này xảy ra tình trạng lúng, mặt đường rạn nứt. Cơ quan chức năng ghi nhận 120 mét mặt đường bị hư hỏng, trong đó có đoạn bị đứt gãy, mặt đường bị sụp lúng cách vị trí ban đầu gần 2 mét. Một vết nứt kéo dài với độ hở lên đến hàng chục cm nên đường bị chia cắt thành hai phần tách biệt. Tình trạng nứt gãy sụp lúng ở tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc xảy ra từ đầu tháng 8 năm 2023. Đến nay, các vị trí nứt tiếp tục mở rộng, mặt đường có nhiều điểm trồi sụp, xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã tổ chức rào chắn, cấm người dân qua lại khu vực đường bị hư hỏng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp, luôn lách đi lại để có tiền tiêu xài cá nhân, nhiều đối tượng bất chấp hành vi sai phạm pháp luật nảy sinh ý định làm liều để trộm cắp, cướp giật, lúng sâu vào tệ nạn xã hội. Đơn cử như mới đây, một nữ quái trẻ tuổi đã đến tìm điện thoại trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk để hành nghề cướp giật. Chi tiết vụ việc như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên giá trú huyện Ea đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23 tháng 8 hết sim và một tiệm điện thoại trên địa bàn xã ia sa huyện eak giải giờ hỏi mua chiếc điện thoại nhãn hiệu apple tuy nhiên lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý sim liền cầm điện thoại chạy ra xe máy để tẩu thoát lúc này nữ chủ tiệm điện thoại liền hô quán truy đuổi cùng người dân tóm gọn được sim bàn giao cho công an huyện eak tỉnh đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp giật tài sản cũng liên quan đến vấn đề trộm cướp vừa qua tại tỉnh Đồng Tháp, xảy ra một vụ trộm cắp xe máy tại một khu trọ trên địa bàn. Nhưng điều đáng nói là chỉ sau vài phút phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tại tỉnh này đã truy đuổi thành công, bắt nóng hai tên trộm trong chốc lát. Vào tối ngày 23 tháng 8, tổ tuần tra của công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến trước cửa nhà trọ trên địa bàn phường 4, thành phố Cao Lãnh thì nghe tiếng truy hô trộm xe của một cô gái 19 tuổi. Đồng thời, tổ tuần tra phát hiện Hai đối tượng đi xe máy từ hướng nhà trọ chạy ra có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng hai đối tượng không dừng mà bỏ chạy tổ tuần tra tiến hành truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng qua kiểm tra hai đối tượng tên Lê Long Mỹ sinh năm 1984 và Trần Thanh Thái Phương sinh năm 1998 tại hiện trường Mỹ và Phương thừa nhận vừa cùng thực hiện trộm xe mô tô biển số 66 K1 57846 tại nhà trọ đang trên đường bỏ chạy thì bị phát hiện bắt giữ. Tăng vật thu giữ gồm nhiều dụng cụ bẻ khóa xe và các biển số của nhiều vụ trộm khác. Trong một diễn biến khác cũng tại địa phương này, khi mà nhận được tin báo của người dân về việc ở địa bàn ấp Vinh Bà, xã Tân Hậu Cơ, huyện Tân Hồng, có 5 đối tượng đang tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ thưa quý vị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vinh Bà, bộ đội biên phòng Đồng Tháp vừa phối hợp với lực lượng công an và quân sự xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng gồm Lê Hoàng Thân, Trần Văn Lành, Võ Văn Hậu, Võ Đình An và Quỳnh Văn Hào đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và năm con dao tự chế. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về chia nhau sử dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội vừa tạm giữ hai đối tượng Vũ Nam Giang sinh năm 2003, Trần Việt An sinh năm 2004 cùng trú tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam về hành vi cướp tài sản. Được biết cả hai đều là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng vì mê game và bia, hai nam sinh đã bàn nhau sử dụng kiếm chặt đầu đe dọa cướp tài sản người đi đường để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, Giang điều khiển xe máy đến đón An cùng nhau mượn một thanh kiếm dài của bạn quen trên mạng xã hội để làm vũ khí cướp tài sản. Lòng vòng qua nhiều tiếng phố, đến khoảng 3 giờ 50 phút cùng ngày, hai đứa tượng đã phát hiện một đôi nam nữ đi vào tuyến đường mới thuộc địa phận phường Xuân Phương. Thế vậy, Giang điều khiển xe máy lên, chặn đầu xe, An xuống xe cầm kiếm đe dọa đôi nam nữ, yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại. Sau khi cướp được điện thoại, An ngồi sau đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của cả hai người để nạp vào game online rồi tắt nguồn điện thoại. Sau đó cả hai quay về khu vực phố Lê Thành Nghị đi chơi pizza. Ngày 19 tháng 8, cái đối tượng đã mang bán hai chiếc điện thoại iPhone 13 và iPhone 11 của bị hại được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đã nạp vào game và chi tiêu cá nhân. Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, 20 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến tại khu đô thị Vincom thuộc địa bàn phường 1 thành phố Cà Mau thì bị lực lượng công an thành phố này phát hiện kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra. Phát hiện lực lượng công an, nhiều thanh thiếu niên liền tháo chạy theo nhiều hướng. Tuy nhiên, 23 đối tượng đã bị tạm giữ, trong đó có 20 đối tượng chưa đến 18 tuổi. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ ngay cây dao tự chế, một cây dĩa, 20 chai thủy tinh có chứa xăng. Theo lời khai ban đầu, do hai đứa tượng của hai nhóm có mâu thuẫn với nhau nên đã hẹn đến khu vực trên để đánh nhau, thì bị lực lượng công an thành phố Cà Mau phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Còn tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk, dù có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng người đàn ông mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình yêu đơn phương người chị họ của mình. Tuy nhiên, khi bị từ chối tình cảm lại thấy người chị sang nhà hàng xóm chơi, đối tượng lên cơn ghen tuông mù quáng dùng dao chém nạn nhân tử vong. Công an huyện EAK tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Hoàng, 36 tuổi, để công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà LTC, 42 tuổi, ngụ tại địa phương. Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Trước đây, Hoàng có tình cảm với bà C nhưng bị từ chối. Khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8, Hoàng thấy bà C đang ở nhà của một người đàn ông hàng xóm nên gọi về. Do bà xe không về, Hoàng bực tức và ghen tuông ngủ quán nên cầm hai con dao sang nhà hàng xóm. Bà xe thấy vậy, lấy xe máy chở con trai đi về, nhưng Hoàng chặn đường chửi bới. Bà xe không trả lời Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi. Hoàng đuổi theo, giật nạn nhân xuống đất, đâm chết tại chỗ. Gây án xong, Hoàng cất giấu hung khí rồi lẫn trốn. Tiếp nhận tin báo, công an huyện EAK đã quy động hơn 30 trinh sát, tổ chức truy tìm nghi phạm. Đến khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 8, công an bắt được Hoàng khi nghi phạm lẫn trốn trong rỉ cà phê cách hiện trường gần 2 km. Trong lúc tài xế xe buýt đang chở khách đi qua cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, thì phát hiện một đạp thanh niên đang trèo qua lan can cầu với ý định là tự tử. Người này đã nhanh chóng dừng xe, lao đến để giải cứu thành công nam thanh niên đang nghỉ quẩn. Hành động nhanh trí ứng biến tình huống kịp thời của tài xế xe buýt đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dư luận. Vào khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 24 tháng 8, tài xế Bùi Đức Minh trên tuyến xe buýt số 40 đang điều khiển phương tiện qua cầu Vĩnh Tuy thì quan sát thấy có một nam thanh niên đang trèo qua lan can cầu với ý định tự tử. Tài xế Minh lúc này đã xin lỗi hành khách trên xe và dừng phương tiện để tới hiện trường hỗ trợ giải cứu nam thanh niên. Lúc này đang đứng phía ngoài thành cầu, hai tay đang bám lấy lan can Cùng với những người dân khác, tài xế Minh thuyết phục nam thanh niên bình tĩnh, đồng thời khéo léo tiếp cận, tiến lại gần thành cầu nhất có thể rồi nhanh tay cứu người trong gang tấc. Khi nhận thấy nam thanh niên bắt đầu phân tâm, đầu đang cúi xuống thì tài xế Minh đã lao lên và giữ lấy tay người này. Người dân chứng kiến xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng tới hỗ trợ cứu người. Sau khi đưa được nam thanh niên vào phía trong an toàn, tài xế Bùi Đức Minh đã nhờ người dân tiếp tục trấn an và đưa người này tới cơ quan công an gần nhất, còn mình tiếp tục hành trình. Tiếp nối cho một tin nóng là vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào đêm ngày 25 tháng 8 tại một nhà dân ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Cụ thể là ngôi nhà gồm 3 tầng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, khói đen đặc bao trùm cả khu vực. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân là do chủ nhà mang đồ hàng xì sạc tại tầng 1 thì bị chập điện. Hiện công an quận Tây Hồ vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác, thống kê thiệt hại sau vụ cháy. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 8, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân nằm sâu trong ngõ 32 Lạc Long Quân. Người dân chứng kiến sự việc cho biết lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà, rồi nhanh chóng lan lên tầng 2, khói đen đặc bao trùm. Lúc này có một trẻ em đang bị mắc kẹt ở khu vực tầng 3 của căn nhà. Thế vậy, người dân xung quanh đã nhanh chóng cắt cửa, đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Nhận được tin báo, 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ 49 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không bị cháy lan. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe container nằm trên bên giữa dòng lũ, cùng cuộn như thác đổ. Tại thời điểm này, tài xế vẫn đang mắc kẹt trên phần đầu cabin, nên người dân bơi ra ứng cứu, khiến nhiều người không khỏi thoát tim. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 8, thời điểm này, ông Nguyễn Huy Đồng, 50 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam, là tài xế lái xe cho một doanh nghiệp đến xã Tuấn Đào, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, lấy nguyên liệu gỗ. Thời điểm đó, ông Đồng điều khiển xe đồ kéo kéo theo rơ móc đi qua gầm bến trên thuộc địa phận thôn Linh Phú, thì gặp lũ đổ về lớn nên container bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết, phần cabin tụt dần từ mặt ngầm xuống dòng suối. Lái xe lúc này hoảng sợ được người dân địa phương quăng dây để kéo vào nhưng bị tuột tay, nước lũ cuốn đi. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Nguyễn Văn Tú, 34 tuổi và anh Nguyễn Văn Liên, 36 tuổi, đều là người dân thôn Linh Phú, đã dũng cảm bơi ra cứu được ông Nguyễn Huy Đồng, đưa vào bờ an toàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Tuấn Đạo và công an xã Tuấn Đạo đã cắt cử lực lượng canh gác, đặc biệt cảnh báo không cho người phương tiện qua ngầm bến trên, đồng thời tìm giải pháp cứu nạn chiếc xe đầu kéo đang bị mắc kẹt tại ngầm. Thưa quý vị, phần vỉa hè thông thường sẽ dành cho người đi bộ nhưng vì một vài lý do như là vỉa hè hẹp, bị người dân lấn chiếm để buôn bán hay là đậu xe, nên có nhiều trường hợp là người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Việc đi bộ dưới lòng đường là điều đáng lo ngại, đặc biệt là khi tối trời hoặc trời mưa, các phương tiện bị hạn chế tầm nhìn rất dễ gây ra những vụ tai nạn cho người đi bộ. Như tình huống mà camera nóng vừa cập nhật gửi đến quý vị ngay sau đây là một ví dụ điển hình. Người mặc áo mưa, đội nón lá, đi bộ dưới lòng đường trong lúc mưa gió và ánh sáng khá yếu. Bất ngờ xe máy từ phía sau lao tới, tông thẳng vào nạn nhân, hất văng ra xa. Nạn nhân kêu khóc cầu cứu. Chưa rõ thương tích ra sao, nhưng tình huống này khiến nhiều người rút kinh nghiệm. Trời mưa thông thường sẽ khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhất là thời điểm tờ mờ sáng, buổi tối và ở khu vực ít đèn đường. Do đó, người đi xe máy hay đi bộ cũng nên chú ý quan sát. Cũng là một tình huống giao thông liên quan đến trời mưa khi mà chúng ta tránh chạy xe với tốc độ cao gây tạt nước lên người khác là một trong những nét văn hóa và cũng là quy tắc an toàn cho các phương tiện khi mà lưu thông trên đường vào những ngày mưa. Dù biết vậy nhưng vẫn còn rất nhiều tài xế ô tô đã vô tình hoặc cố ý phóng nhanh làm nước tung tóe lên các phương tiện khác, không chỉ làm mất vệ sinh mà còn làm gây mất tầm nhìn cho người đi đường. Đơn cử là hành động thiếu văn hóa khi tham gia giao thông của tài xế ô tô sau đây. Một tài xế chia sẻ tình huống giao thông kém văn quá trong lúc mưa to gió lớn. Trong lúc hàng ô tô con xe khách cố gắng vừa đi chậm, vừa giữ khoảng cách và giữ an toàn giao thông, thì bất ngờ nước dội suối xả lên kính chắn gió, khiến tài xế ô tô trong dây lát mất tầm nhìn. Quá ra đây là hành vi của tài xế ô tô đi bên phải, đã phóng nhanh qua chỗ ngập, khiến nước dàn tuôn tóe. Trái ngược với hành động thiếu văn hóa vừa rồi, mới đây khi nhìn thấy nhiều học sinh đang gặp khó khăn khi mà đi bộ qua đường, một tài xế ô tô đã chủ động dừng xe lại để nhường đường cho các em đi bộ sang đường để được đảm bảo an toàn. Hành động văn minh của tài xế này đã nhận bảo lời khen từ cộng đồng mạng và hy vọng thói quen này sẽ ngay càng được lan trọng hơn trong văn hóa giao thông. Giờ tan học, phía bên đường có nhiều em học sinh đi xe đạp muốn sang đường. Trên đường có nhiều phương tiện lưu thông nên các em dừng lại đứng chờ. Thế thế, thì sẽ điều khiển xe ô tô gắn camera hành trình đã dừng xe lại để các em sang đường. Nhưng ở làng đường ngược chiều, các xe vẫn lưu thông. Vì vậy, học sinh vẫn không dám sang đường. Thì thế, một người đàn ông đã chủ động đi bộ sang điều phố hướng dẫn cho các em. Lúc bây giờ, thì xe ô tô ở làng ngược chiều cũng đã dừng lại giúp các em sang đường an toàn. Thưa quý vị khán giả, bánh bía là loại bánh đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng lâu nay. Trải qua nhiều thăng trầm thì bánh bía Sóc Trăng ngày nay vẫn được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Vì thế mà từ đây cũng có rất nhiều những cơ sở kinh doanh bánh bía ăn nên làm ra. Điển hình trong số những người làm giàu thành công từ bánh bía là một người đàn ông ở Sóc Trăng mà nóng 24 giờ hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị. Anh đã cần mẫn với nghề bánh, không những làm giàu cho bản thân và gia đình mà anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người dân ở địa phương. Xuất thân trong gia đình làm nghề buôn bán nhỏ, không ai biết làm bánh pía truyền thống vào năm 2018. Anh Lâm Xuân Hùng may mắn được một người quen hỗ trợ học nghề. Nhờ sinh năng, chịu khó cùng khả năng thiên bẩm, 8 mít này đã nắm được hầu hết kỹ thuật làm. Năm 2022, người quen tạm gác công việc làm bánh nên để lại nhà xưởng cho anh Hùng tiếp nối công việc. Từ đó anh bắt đầu thực hiện ước mơ với chiếc bánh pía truyền thống. Em cũng bán nghề ngày từ 2018 đến 2022 từ uh, của người Anh nên trong 4 năm bán viên với nghề nên gia đình đã quyết định là trong 4 năm đó đã mở xưởng rộng hơn để đưa sản phẩm đến phía đặc sản xuất trăng đến những tỉnh xa hơn anh Hùng cho biết để có được những chiếc bánh pía tròn đều thơm ngon phải trải qua cả một quy trình chế biến công phu và khéo léo từ làm vỏ bánh, nhân bánh, hình bánh, nướng bánh và đóng gói. Trong đó công đoạn làm vỏ bánh và nhân bánh đòi hỏi có tay nghề chuyên môn cao, mang tính gia truyền. Nhờ duyên với nghề, dù chỉ ra đời cách đây khoảng 3 năm, nhưng các mặt hàng tại xưởng của anh Hùng đã có mặt trên thị trường từ Nam ra Bắc. Hồi xưa là mình làm bánh tiếng này là từ thủ công làm bằng tay. Ngày nay cũng nói chung là sản phẩm được người nhiều người bước đến để để đủ cung sản phẩm khách hàng nên gia đình đã quyết định đầu tư máy móc những máy móc là máy chạy nhân bánh và máy đóng gói bao vậy cách làm thì mình giữ nguyên truyền thống xưa nhưng mà mình à, phụ thêm là máy móc cho đỡ cái kinh phí cũng như là đỡ cái công nhân à, nguyên liệu thì gồm có là bột mì à, sầu riêng à, mứt bí và mỡ và các gia vị khác còn mà nếu mà nói về chạy bánh á là có nghĩa là à, chạy từ cái công đoạn là mình tạo da tạo da xong là mình qua bên à, bên phần nhân mà nhưng mà trong đó là có máy đã tách cho mình sẵn rồi xong là mình mới qua phần lúc là nướng mình nướng bánh xong trong vòng cỡ 5 phút à, mình để cho bánh nó ngồi cỡ 3 đến 4 tiếng là có nghĩa là mình vô là là mán được là mình ăn thành phẩm 8 x này cho biết bánh pía trước đây được làm thủ công thường bán chạy nhất vào dịp trung thu và tết ngày nay bánh được thị trường ưa chuộng qua năm nắm bắt xu thế đó đầu năm 2024 anh hùng đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để mở rộng thêm hai nhà xưởng mặt khác anh đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất tự động hóa hầu hết các khâu nhằm tăng số lượng. Hiện cơ sở của anh Hùng mỗi ngày làm ra hàng ngàn chiếc bánh, xuất bán ra thị trường 10 loại bánh pía, bánh in. Trong đó, bánh pía đậu xanh truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy và được ưa chuộng nhất. Giá bán sỉ từ 50.000 đến 60.000 đồng một cây. Dạ, lúc trước là em với mẹ làm ốc, sau đó kiểu dạng như ốc thì làm tính theo sản phẩm, nên là một ngày không có được nhiều. Chứ là em được họ hàng bà con giới thiệu vô đây làm, và công việc ở đây cũng dễ làm, môi trường mọi người ở đây xung quanh rất là thân thiện. Những ngày này, ba nhà xưởng bánh phía của anh Hùng đang hoạt động hết công suất để cung ứng cho thị trường, nhất là vào dịp trung thu sắp đến. Mỗi năm anh Hùng kiếm thu lợi nhuận trên 800 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với mức lương ổn định. Từ việc phát triển kinh tế gia đình, anh Hùng mong muốn góp phần cùng cộng đồng từng bước xây dựng làng nghề sản xuất bánh phía, mang tính chuyên nghiệp, sản phẩm làm ra ngày càng tinh xảo, mang nét đặc trưng vùng miền. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Nguyễn Bảo, Thảo Uyên rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.